đốt chỗ năm này. Buổi sáng nó ra cá nó ăn ăn mối. Cái sáng này cá quậy kinh khủng, lại một con vừa quậy chỗ năm này nữa này. Lại chuẩn bị đồ nghề, mồi mè các kiểu, khoai lang sống, mua 20.000 khoai thì cần này đây, cái gọi là khoai cá. Mục tiêu sắp tới vẫn là hồ Việt Nguyên. Bây giờ là đang là giấc trưa nhé, Lộc chuẩn bị ít mồi nhử, đi nhử mồi và sáng mai câu luôn. Cái hồ Việt Nguyên rất nhiều cá chấm, tuy nhiên là đợt này câu toàn những cá chấm nhỏ mà. Mấy cái phần nhỏ nhỏ này thì cá ăn rất là nhanh hết, nên hôm nay Lộc sẽ đập một phần, ít phần nhỏ thôi, còn một phần để nguyên củ hoặc cắt đôi. Khoai thóc bắp mì hôm nay Lộc sẽ nhử đủ các loại luôn. Đây là ngô, một ít đi thôi, gọi là nhử mồi thôi. Ok, xuống đây. Thôi mang vậy thôi. Ok, đây là thùng củ mì nha mọi người nha, thùng củ mì nhão này. Giờ vấn đề mình đổ vào cái bao này, chắt nước đi, rồi chiều sang lấy đổ mồi là khả năng cá sẽ nhanh vào lắm. Rồi thành phần mồi nhử tất tần ở đây nhá. Đây là có một bịch mồi hôm bữa câu còn, thế trộn với mấy cái thứ này ra bờ hồ sẽ ném xuống. Đấy, rất là nhiều, tổng trọng lượng chắc khoảng chục ký đấy. Đã đến hồ nha mọi người nha, cái khu này là khu gần bờ đập, phía bên tay phải là bờ đập nhá, dọc lên này. Đây, tới điểm câu đây. Đấy, cái điểm câu này đợt trước là có ghim bó cỏ này, nó ăn trụi hết rồi này. Đấy, tí nữa Lộc về cũng sẽ làm một búi cỏ ghim ở khu này. Đấy, sẽ nhiều mồi khu này nhé mọi người nha. Mọi người nhìn thấy cây kìa, thấy không? Đấy là một cái hàng cây luôn, nó dọc ngang bên này này. Hồi trước nước nó cạn chỗ này là nó nhô hết cây ra. Chỗ năm này mà đánh ra ngoài xa nó phải sâu 20 mét, 20 mét nước, cực kỳ sâu luôn. Thôi bây giờ Lộc sẽ nhử mồi, sẽ bơi ra thả mồi nhá. Đấy, thóc bắp các thứ trộn vào đất nữa. Đây cái hướng nhử mồi đây, hướng theo cái hướng cần, bơi ra nhìn theo cái hướng cần. Lộc sẽ nhử bên này một đống và bên này một đống.
Đây, bó cỏ Lộc sẽ ghim chúng ngay áp bờ kia luôn. Ok, ok, về thôi, hy vọng vào ngày mai. Đi ngang hồ Xuân Hai, ghé xuống thăm các cao thủ. Cao thủ Hòa lên mấy con rồi? Mấy con, mấy ký? Táo. Đâu rồi? Ui giời, nhiều cá lắm. Của anh Hòa đây hả? Táo đây. Táo đây hả? Con 4 ký đâu, cho xem coi. Con 4 ký 6 đâu? Thịt rồi hả? Nhậu rồi hả? Cao thủ. Nhậu rồi. Cao thủ đánh rất là sát cá. Từ bữa giờ được mấy con tất cả anh? 8 con. 8 con hả? Con to mấy ký? 5 ký 2. Anh Hòa, thôn 8, Đắc Buộc So, rất là sát cá. Mấy con anh? 4 cần à? Shimano Bitfit. Cái này là Daiwa. Rất nhiều loại. Hả? Đây. Đấy. Các đại thủ ở đây rất nhiều cao thủ đài nhá. Bên này còn cao thủ nào nữa? Ai? Đây à, đây bên này có chú gì nhỉ, quên tên rồi. Đây có một cao thủ cũng nhiều tuổi rồi. Lộc gọi là chú. Này chú gì quên tên rồi chú? Chú Huệ. Nhuệ à, chú Nhuệ. Chú câu bãi này bao nhiêu ngày rồi? Câu cao khoảng hơn tuần nữa rồi. Lâu hơn rồi chứ. Chục ngày ấy. Cháu thấy lâu lắm rồi đấy. Đến... chú rất là kiên trì. Đây bom lăng xe này. Đấy, ủa bom chú làm đẹp thế. Đẹp đấy. Đấy, mồi câu. Chú Nhuệ rất kiên trì luôn. Bãi này. Bãi này đánh rất là lâu rồi. Bãi chục... này thì tất cả bãi này là nó phải chơi được đục thằng kia nó bắt có 5 6 7 con rồi. Mới tuột mất khoảng chục con đấy. À. Sấy. Chui gốc cây mà. Mình cứ đi câu xa toàn bắt cá nhỏ. Chú Nhuệ câu 3 cần, 4 cần thôi chú, nằm mồi đi, nằm mồi đi. Cho xem chú mồi được mồi đấy. Được nhưng mà. Chú đánh mồi nó tơ tơ lên tí thì nó nhạy nhạy hơn. Cái nó tơ lắm. Nhưng mà nó ngậm nước đủ rồi, nó xuống nước nó lâu tan lắm. Lâu tan thì nó sẽ không hiệu quả. Không vất tí cái là tan à, chú thử vất tí ra nè. Bò mấy lưỡi chú? 4 rồi. 4 lưỡi. Và cho thêm ngâm cái này được hả? Đấy, chú Nhuệ cần 2m7 nhỉ? 3m hả? Ở những cái hồ lớn thì cần 3m thì cảm giác vẫn ngắn đúng không? Vẫn cái câu được. Cái này bã lắm. Cẩn thận nó bể. Ok. Hồ Thôn 2, cái này hồ Thôn 2. Cách nhà Lộc khoảng 5 phút đi xe máy, không tới 5 phút luôn đấy. Cái hồ này hồi xưa Lộc câu bên kia con 18 ký kìa. Một con 18 ký còn 10 ký rưỡi. Với mớ chênh lệch 4 năm. Góc bên kia kìa. Đấy. Góc đó đang có người đang đập lưới. Ai đập đây chú? Góc xa xa này kia kìa. Xa lắm, camera không zoom tới được. Không gần được hả? Đấy, có người đập lưới đấy. Nhưng mà xa lắm. Đây là hồ Thôn 2, diện tích 37 hecta. Hồ Thôn 2, hồ này cá chép, có cá chấm. Nhưng mà cá chấm thừa lắm. Hồ này trước kia thì nói cách đây bắt đầu đầu tiên năm 99 và đến năm 2000. Năm 99-2000 là cá rất nhiều. Cá của nó rất nhiều. Tại vì hồi đó là công nghệ kích điện nó chưa có. Kích điện chưa có bắt mà nó hồ nhiều. Nó hầu như là nó xuống. Cái hồ này là hồ hoàn toàn tự nhiên nhé, câu không mất phí đâu. Không mất phí, đúng rồi. Nhiều anh em cứ hỏi là hồ này bao nhiêu tiền một cân. Không mất tiền đâu, câu thoải mái luôn. Câu thoải mái, hồ tự nhiên mà. Tự nhiên. Qua giữ đâu. Có cá chấm to đấy, cũng có cá mè lưa thưa thôi. Cá chép thì nhiều hơn. Trước kia là nhiều, nhưng mà thời gian là nó xuống đập mới lại nó đánh lưới nó kích hết. Đúng rồi. Cá mè còn nhưng mà nó thưa lắm. Hôm đợt rồi giáp cóc TV bắt được mấy con. 10 ký, chênh lệch 10 ký, có to 10 đâu, 17 ký. Thôi chú câu nhá. À đi. Cho về đây.
đi lượn lượn tí. Dạ. Thôi cái gì đi. Bữa nào chú chuyển sang câu đêm thử coi. Cái hồ này hồ gần nhà, nhưng mà Lộc lại không thích câu hồ gần nhà. Đấy, thích đi xa, đi xa, nhưng mà dạo này câu cũng khó quá. Hồ này nếu câu thì khả năng cũng vẫn dễ đục cá chép. 2, 3, 4, 5. To hơn 5 thì cũng hơi hiếm. Năm ngoái câu bên kia được còn cũng tầm hơn 5kg, chứ còn toàn 2-3 kg thì nhiều. Đấy. Các cần thủ hòa đang ném một. Cần thủ hòa đánh siêu lắm, sát cá cực kỳ luôn đấy. Đại thủ lên cá đấy kìa. Đấy. Cá rô lên liên tục. Đây là cao thủ 10. Từ nãy giờ nhìn không nhận ra như này. Hai con một, từ nãy giật lên liên tục luôn. Bây giờ được con nào to không anh Mười? Không, đi câu cá rô không à? Mà cao thủ dạo này cũng có vẻ ít đi câu nhỉ? Từ thời Covid đến giờ đúng không? Covid thời giờ 3 năm nay. Phải làm ở bệnh viện. Đấy, nên thời Covid đến giờ là gọi là quy ẩn giang hồ này. Hai cao thủ bên này này, gọi là đấy. Đấy, giật kiểu gì giật vào bụng mày. Rùa. Có phải rùa không? Đây là hải. Là hải đắc tích. Đắc Rĩa, gần hồ Đắc Rĩa. Đừng. Đây. Giữ tỏ cần thủ này là nhạy cá hơn này. Đây. Hả? À. Thôi, mấy cần thủ câu nha. Về thôi. Hả? Mai Việt Nguyên câu. Vừa đến điểm câu nhá mọi người nhá. Áp điểm câu chứ chưa tới. Hy vọng giờ xuống cái bụi cỏ trụi lủi là có tín hiệu cá vào ăn. Đương nhiên là đánh xa bờ chứ ban ngày đánh gần bờ là cá nó không ăn đâu. Đấy, quay bụi cỏ lên cho mọi người xem này. Đêm cá nó lại vào ăn trụi này. Đấy, nó ăn vào xong lại có phần này. Phần cá chấm cũng chắc luôn. Nhưng đàn cá chấm này khả năng đàn cá chấm nhỏ. Này, ăn trụi hết rồi này. Có phần nó ỉa dưới đây này. Nó hơi sâu sâu. Ủ, cá chấm với cá gì nữa ấy. Cá chắc cá mè dinh. Ủ, phần to thì nó lăn dưới kia kìa. Phân to lăn ở bên dưới kìa. Ủa, ỉa phân nhiều lắm. Ok. Này mọi người nhìn thấy cái phân không? Phân cá chấm này. Đấy. Có lăn dưới kia ở mớ nữa kìa. Ok, giờ quan cần thôi. Hy vọng sáng nay sẽ đụng cá chấm nhá. Chả được mớ cần, cây giống cần này. Ủa sáng nó ra là cá nó ăn mối ấy. Cảm giác như kiểu cá chấm và cá mè dinh nữa. Nhiều lắm. Phóng lên liên tục luôn ấy. Quẩy đã thật ấy. Cái sáng này cá quẩy kinh khủng. Lại một con vừa quẩy chỗ năm này nữa này. Tin không rung rinh gì luôn, mặc dù buổi sáng sớm cá ra phóng rất là mạnh. Lộc quan sát thì khả năng là cá mè dinh là nhiều. Sáng nó lên ăn mấy cái con mối, con kiến nó rớt xuống mặt nước á.
cá mè dinh, khả năng mè dinh với lại có cả cá chấm nữa, nhưng mà mè dinh nhiều hơn. Mè dinh cái hồ này size tương đối to, chênh lệch ký, còn to khả năng tầm hơn 2 ký luôn. Buổi câu thất bại, Lộc sẽ về nghiên cứu, hôm sau sẽ quay lại sang này tiếp. Hôm nay Lộc quyết định đi câu giấc chiều và một mình săn hàng đến sáng mai luôn. Gọi là hôm nay làm quả lớn, tập trung hết hỏa lực. Cần lạch xê này, cần câu tay này, cần 6.3 này, cần 6.3 luôn nhá. Cái thế này đánh cần tay phải cần dài dài, cái chỗ gần bờ nước nông lắm. Nhưng mà đặc điểm ra ngoài lại sụp xuống luôn. Lang xê thì có thêm một cái mồi đặc biệt là mồi ga nủ. Tối nay Lộc sẽ săn thêm kết hợp câu cá lang luôn. Đấy, hôm nay tập trung hỏa lực săn hàng ở bãi này, một mình săn hàng xuyên đêm nhá. Sẽ câu kết hợp hai loại bom là bom thái một lưỡi và bom hai lưỡi, đánh lưỡi chinu số 6 thôi. Hôm đợt này đánh lưỡi nhỏ. Đây bom hai lưỡi, chinu số 6 thôi, có gắn xốp. Một bom, hai bom, ba bom. Ba này ba bom hai lưỡi, còn đây là ba bom thái này. Bom thái để râu thòi ra ngoài luôn. Đấy, mồi sẽ nổi lên theo kiểu này. Đấy. Đánh lưỡi số, cái bom thái lưỡi chinu số 7. Chinu Nhật số 7. Còn cái bom này là chinu super chinu số 6. Bây giờ là khâu xả mồi câu đài nhá. Đây, mồi câu đài này. Cái này xả thôi nhá. Nước đang chảy mạnh lắm. Nước chảy mạnh cực kỳ luôn. Mẻ dinh nhá. Ủa được ạ. Mẻ dinh ăn hạt ngô ghê thật đấy. À được. Mẻ dinh to lắm. Mẻ dinh hay cá chấm ta. Ủa phê quá. Cái hồ này mẻ dinh nhiều lắm. Ủa mẻ dinh to lắm. Cái vợt này không phải là vợt câu đàn. Ui nó kéo kìa. Ui phê lắm. Ăn ngô ghê thật. Ui nó kéo kìa. Khó bắt này, cái vợt này không phải vợt chuyên câu đài. Ui kéo ghê lắm. Phê. Ui chạy vào trong vừa. Ui to lắm, mày chim to lắm. Như đây. Hơi khó bắt nó đấy, con này chắc phải tầm trên ký cũng chắc rồi. Vợt này ngắn quá. Ui to lắm. Ui da. Phê. À hạt ngô ghê thật đấy. Vừa rồi bóc cái lưỡi cho thòi ra luôn đấy. Nó mà tự dính luôn. Rồi. Rất khó vợt nha. Vợt này vợt câu lăng xê. Vô đây. Rồi. Chết nhá. Một em mẹ dinh luôn. Phê thật. Ui mẹ dinh này. Ui có mẹ dinh này. Đã không. Ăn ngô ghê thật đấy. Mấy hôm Lộc câu là thấy nó vô ăn mạnh lắm. Này mẹ dinh này. Đã không. Mấy lúc đầu kéo nó nhiệt khụt. Tại vì lúc nãy cái lưỡi nó, ý là cái để tí Lộc móc mồi lại. Lộc mô tả cho xem gì đang run. Ủa mày dinh to lắm. Phê. Nếu câu một câu lăng xê không ổn, Lộc chuyển sang câu cần tay. Câu mày dinh loại này mà chẳng phê à. Đúng không. Ủa chà, phê không. Mày dinh này, đã không. Ôi trời, ui, ai da. Ủa mày dinh đã thật đấy. Cái giọng đựng cá đâu là. Cái này phải xỏ dây chứ, xỏ vào dây mới được. Lộc có cái dây dùi xỏ cho nó sống, cho vào rộng sợ nó chết ra mất. Ok nhá.
Ủa, mẻ gì to thật. Tranh thủ rồi. Câu thêm vài con nữa. Đây, dây dù này. Mẻ gì chắc nó không cắn dây được đâu. Ủa, mẻ gì to, thôi rồi ấy. Cần tay mình hồi nghiền ấy, bỏ gần lăng xê luôn quá. Ấy, con mập ú quá. Dạ không. Ui, mẹ gì đã thật đấy. Tranh thủ thôi. Lúc đầu nó kéo mấy phát rồi đấy. Nó ngang ngang cái phần đi cái lưỡi câu rồi. Thỏi lưỡi ra này. Đấy, nó lôi nó tự dính luôn. Lúc đầu móc hai hạt với lại móc nó kín lưỡi kiểu này, dịch không dính. Chơi kiểu này thế này. Đấy. Đấy. Quá ok luôn. Hồ này mẹ gì to nhiều cực kỳ luôn. Sắp mấy ngày sắp tới Lộc nghiên cứu sẽ đại chiến mẹ gì. Thế này gần bờ nước nông ra ngoài xa thì sâu lắm. Bây giờ bắt đầu thay mồi câu cá lăng nhé mọi người nhé. Chơi hai lưỡi. Nhìn này, cái mồi to đùng luôn này. Thay mồi câu cá lăng. Đấy con cua to lắm nhé. Nó ngửi mồi. Nó ngửi mồi gì. Mồi thối này. Có vẻ thèm mồi thối sao ấy. Này, cua to không. Thả cho mày đi. Thay mồi câu cá lăng. Lộng trộn thêm ít cám này nhé. Cám tanh. Để ném ra xa cho nó dễ, thứ nhất là dễ ném ra xa, thứ hai là để có cái mùi tanh tanh ấy, hấp dẫn cá tới. Lộc đánh 3 đến 4 cần cá lăng, còn đây, ngâm cá chấm, còn để khoảng 2 cần cá chấm. Vừa tắm xong nhé mọi người nha, tắm tiên luôn, một mình tắm ở bờ, ở cái hồ lớn, sảng khoái thật đấy. Bây giờ là 9 giờ kém rồi, cá nó không ăn nữa. Cái cần câu gần tay có vẻ hấp dẫn thật, rất là sướng luôn đấy. Dịch hai mẻ gì to đã thật đấy, mà nó kéo nhiều lần lắm nha, do Lộc chưa quen môn cần tay lắm. Một chai ok thôi, mọi người ăn cơm nha. Đây là đậu khuân nhồi thịt nhồi đậu khuân. Mình là dưa leo. Này thịt nướng à. Đi câu mà có hai người, hai ba người thì vui. Nhưng đôi khi thì không có ai đi, một mình vẫn đi được. Đam mê mà. Mọi người biết nhá. Bia này rất tiếc không được lạnh, nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ rất là ngon. Bây giờ trời đang nóng. À, quá ngon.
hạt ngô này. Lộc bây giờ móc phía phía trên đỉnh cái hạt ngô này. Giật dễ dính lắm. Đấy, móc kiểu này này. Kéo nó giật là chết à. Cho nó thòi thòi lưỡi ra luôn. Đấy. Rất ok. To lắm. Bây giờ đây, bắt đầu này đi ra mạnh lắm. Ngày xưa ăn mạnh thật ấy. Nè, ngọt cú luôn. Đấy. Thấy không? Mày nhìn đẹp thật ấy. Có lắm. Ok, mày nhìn này, đã không? Xe lên thôi. Nó phải tối qua giờ luôn đấy. Cái gì đó. Chẳng lại mày đi nhỉ. Ô cá chấm à. Ô cá chấm. Ngâm được từ đêm qua. Ngâm từ đêm qua giờ nó mới ăn. Được con mày gì nữa. Hôm nay quả nhiên là rực rỡ luôn à. Mẻ dinh này tương đối ngon nhá, thịt cực kỳ ngon luôn nhá. Còn hú nữa.
vợt luôn. Đêm qua nó mưa ướt hết cả hú rồi. Có thể cái vợt này vợt vợt lâu đài nó lại không hợp. Ở đây thì vợt lăng xe thôi. Cái lưới nó những cái lưới nó vướng quá. Nhìn này. Còn nữa. Bây giờ nắng quá mọi người, đang đội mũ kín luôn, nắng kinh khủng. Bây giờ 7:30 mà nắng quá, cá không thấy ăn nữa đâu. Không có cần tay thì khả năng có thể gọi là móm. Ây, cá đã lắm. Chắc tí phải kéo lên bờ trong cái rọ này hơi khó. Một con to lập nhốt ngoài. Nói chung là cũng cái xe sai này cũng nhiều, trong giỏ cũng đầy luôn đấy. Có mấy con nhỏ thôi. Này, cái riêng này chắc phải cả ký hơn đấy. To lắm, như đây. Đấy, to không? Mẹ gì nhỉ? To đúng á. Không biết được mấy con nữa, thôi để nó kéo lên bờ cho mọi người xem. Đây, cá này nha mọi người nha. Phi lòi luôn. Đây. Ui, mẹ gì còn mẹ gì bị mẹ gì khủng thôi. Đây. Một con, hai con, ba con. Đây có hai con này hơi nhỏ này. Còn mấy con này to đây. Ui ui. Hai con này nhỏ này. Khỏe lắm. Chịt cần tay phê, phê thật. Mày nhìn to đùng á. Thấy không? Phê nhỉ. Mày nhìn to không? Kiểm tay phê thật. Bữa sau Lộc quay lại khả năng là sẽ lên nhiều con to hơn đấy. Sẽ lên được nhiều con hơn đấy chứ. Nhìn này, phê không? Quá đã luôn. Mẹ dinh phui rồi chứ. Hộp ú, có hai con này nhỏ thôi. Đó, đã không? Nhìn thấy mọi người nhìn thấy mẹ dinh đã không? To đùng rồi, sao ơi ủng này. Đó không? 2, 4, 6, 7 con. Thôi video này tạm dừng đây nhá. Bữa sau Lộc sẽ quay lại hồi nãy, có thể là câu gần tay không, săn mẹ dinh không nó phê để tập trung mồi co cá vào bờ. May là đóng cá bằng gần tay, có khi đóng được cá chấm thì ok. Mà cũng có thể là sẽ một cần tay thêm 2-3 cần lăng xê thôi, chứ không câu nhiều cần lăng xê mệt lắm. Thì video này tạm dừng đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sắp tới nhé. Một con nữa. Ồ,
Mày nhìn to, con này to khủng luôn này. Con này to hơn mấy con nãy. Phê phê phê, con này to lắm. Nhìn thấy cực kỳ to luôn đấy. Hy vọng được tầm 2 kg thì ngon. Giờ bắt đầu có mưa. Phê không? Phê 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 lòi. Gió mạnh lắm, không câu không gần phao luôn. To, nói chung là con này khả năng to hơn 2 con lúc nãy. Mưa nặng thật đấy. Ủa, con này to. Phê phê. Bao nhiêu ký đây? Trời quá. Ui, ký 8. Ký 8 gần 2 ký rồi này. Ký 8 nhá.